Face Việt Nam 2017. Và ở đây chúng ta có nhiếp ảnh gia Milo Trần. Nhanh, em không có nhiều thời gian. Ngồi xuống. Nếu là anh sẽ cầm điện thoại chích ra một chút xíu, chứ anh không muốn bị che quá nhiều vô gương mặt của mình đâu em. Em ơi, với cái dáng này thì anh nghĩ anh sẽ mua giày hơn là anh mua điện thoại em. Em cứ ngồi đi chị Dữ. Nếu nhiếp ảnh gia khó tính như vậy, các bạn khác sẽ bị mất tinh thần. Em ơi, em rất không hài lòng với việc em đạp lên cái máy ảnh ở dưới. Tôi là nhiếp ảnh, tôi cực kỳ khó chịu khi mà thấy một thí sinh hay là bất kỳ một người nào đó đạp lên cái máy ảnh. Em ơi, anh lưu ý với em là mình quảng cáo điện thoại không, chứ mình ơi, không quảng cáo trang, quần áo báo chí. Cho nên là anh cần cái điện thoại nó phải rõ và nổi bật nhất chứ không phải là bộ quần áo của em. Thật ra lúc đầu thì tôi không thích bạn Phương Chi cho lắm ở những đầu chụp, tại vì là bạn quảng cáo điện thoại mà bạn tạo dáng posing quá nhiều, bạn xô quần áo, bạn ngã bên này, bạn ngã bên kia, bạn làm đủ thứ, mọi thứ loạn xà ngầu lên cả. Mình đang quảng cáo điện thoại. Mình không quảng cáo quần áo, cho nên em lưu ý dùm anh. Nãy giờ anh nhắc nhở rất nhiều lần rồi.